Hôm nay tôi sẽ demo cho các bạn một cái đầu video rất cổ, độc và lạ. Đó chính là đầu Sharp Modem VC2000. Đây là một loại đầu có thiết kế rất đặc biệt, nằm đứng. Và nó cũng là một trong những dạng đầu board table, đó chính là đầu video xách tay. Một bộ của nó sẽ gồm một đầu video và một camera người dùng có thể mang theo để quay phim. Ở đây có một cái jack camera dùng để cắm, có một jack AV. Máy này là Nordman cho nên chỉ có video và audio mono mà thôi. Đây là các jack VHF và UHF. Đây là jack DC. Thì tôi đã tra số sượng máy thì phát hiện ra máy này được sản xuất vào năm 1981, một trong những máy ra đời rất là sớm. Thiết kế rất cổ điển. Đây là nút nguồn. Đây là các nút dùng để vận hành băng. Đây là nút reset để đẩy băng ra. Đây có các nút dùng để chọn lựa kênh timer, cũng như đây là chúng ta dùng để giải điều chế UHF VHF. Đây là nút chỉnh tracking bằng tay. Và cũng như đây là các nút hẹn giờ. Ở đây có một cái counter đếm băng. Và đây là cái đồng hồ dùng để chỉ mức pin. Máy này xài pin hoặc là adapter. Ở đây tôi đấu adapter cho chạy điện 110 luôn. Bây giờ tôi sẽ bấm nút nguồn. Và bấm nút reset. Máy thuộc chế độ là top loading, tức là học băng sẽ đẩy lên như cassette. Bây giờ tôi sẽ cho thử một băng vào. Bấm nút reset. Bây giờ tôi sẽ bấm nút trả băng. Đấy. Chúng ta thấy cái counter có đếm. Đây là stop. Và trả ngược lại. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Hình ảnh rất là tốt. So với năm 1981, đây là hình ảnh rất tốt, rất đẹp. Bây giờ tôi sẽ bấm nút reset để lấy cái băng ra. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái phần trong nó có cái gì. Bên trong chúng ta thấy một cái dàn cơ rất là khủng. Đây là rum ha. Và cái upper rum được làm hoàn toàn bằng đồng nguyên chất. Không phải là mạ đồng mà là nguyên một khối đồng nguyên. Các máy sắp cổ thường có thiết kế như thế này. Ở đây có hai cái damper dùng để ổn định tốc độ chạy băng. Và đây là motor capstan rất to. Motor rất to. Đây là pin roller. Đây là đầu AC. Đầu AC trong đó đầu audio cũng có kích thước rất to. Đây là đầu xóa toàn bộ. Đây là cái đèn cassette. Các máy đời sau này đèn này sẽ được thay bằng đèn hồng ngoại. Khi tôi bật nguồn thì đèn sẽ sáng. Giờ tôi sẽ cho băng vào. Bấm nút play. Băng sẽ chạy. Giờ tôi sẽ mở tivi. Máy này đời cũ cho nên là không có chế độ queue hoặc là review. Khi tôi bấm nó sẽ stop và trả băng.
Tôi sẽ chỉnh tracking sao cho hình ảnh được tốt nhất. Đây là mặt dưới của máy, một bo mạch rất to. Và đây chính là bo xử lý màu và xử lý chói, có sử dụng rất nhiều linh kiện cổ. Thiết kế rất khủng. Đây là bo sạc vô và điều khiển hệ thống. Đây là mặt dưới của dàn cơ. Đây chính là cáp xăng motor. Đây là cái bánh trớn rất to. Đây là cái pulley dùng để trả băng. Và đây chính là pulley dùng để cuốn băng ở chế độ play. Đây chính là mặt dưới của room. Và đây chính là locking motor. Đối với cái máy sáp cổ thường có dạng locking dạng vòng, tức là sẽ có hai cái vòng chạy ngược chiều nhau để kéo hai càng locking lên. Máy thiết kế hoàn toàn dày đặc, không có một khe hở nào. Rất nhiều bo mạch. Đây chính là khối giải điều chế UHF và VHF. Đây chính là mạch AV in và out. Chỗ khoảng trống này chúng ta sẽ để adapter. Bộ adapter rất nặng. Đầu video sáp cổ này là một trong những đầu video sách tay ra đời khá là sớm. Vào thời gian này, các linh kiện còn khá là sơ khai và chưa tích hợp. Vì vậy máy này có khối lượng khá là nặng, có thể lên đến 10kg. Vì vậy khó có thể mang theo khi quay phim. Nhưng phải công nhận máy này có thiết kế rất tốt. Khi mua máy này về tôi không hề thay thế bất cứ một linh kiện nào, kể cả cái dây Cora và cái Kettler. Hoàn toàn rất tốt. Tôi rất thích các đầu cổ như thế này. Trả băng, máy trả băng rất nhanh, còn nó bộ cơ quá tốt, không hề thay thế một linh kiện nào. Hình ảnh rất tốt, không hề bị rung hay là giật. Rất sắc nét. Mặc dù âm thanh mono nhưng nghe rất hay. Tiếng rất dày. Đây là nút tạm dừng. Khi tôi bấm nút tạm dừng, hình hoàn toàn đứng yên. So với năm 1981 thì hệ thống sạc vô này rất tốt. Băng đứng yên và hình ảnh rất ổn định. Rất tốt. Bộ cơ này hoạt động rất nhanh.
Nếu có điều kiện, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số đầu video cổ nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.